Chào anh em nha. Hôm nay mình chơi cái món chân gà sốt me nha. Chân gà mình sốt me nha anh em. Trong đây nó có nguyên liệu là chân gà nè. Chân gà nó thôi nha, nửa ký thôi nha. Quay em cho ta coi. Nửa ký không biết nhiều cái nữa. Chắc nhiều lắm. Rồi có sả bằm nè. Rồi sả cộng nữa nha anh em. Quay nó sốt. Rồi. Rồi chanh nữa nghe, đây chanh, rồi sả bào, rồi ớt trái luôn nghe, đây, rồi mình trộn lên cho đều vậy anh em, trộn lên. Mình làm món này là cũng món nhậu thôi, nhưng mà cái này dịch quá không có nhậu anh em, làm để dành thôi, để dành đó bữa nào mà dịch nhiều quá nhà lấy làm ăn. Chán thì trong đây nó có me nha, sốt nha, nước me nha, có ớt bằm đóng luôn cả nhà rồi nhìn ớt thấy đẹp rồi, là ớt khô đó nha, nhà mẹ mình chưa với me với nước mắm tương ớt nữa nha anh em. Rồi để cho bà có bà thôi, nấu với quán ăn gì rẻ là bà làm thôi, mình cũng không gành gì mấy, nấu nấu vô nha. Đây cái này thấy đẹp không? Xong đây rồi mình sẽ quay cho có mấy cái khán giả cũng dữ lắm. Người quay phim mấy thèm không? Khán giả đang xem truyền hình luôn nha. Đây. Người quay phim mấy thèm không? Nóng. Đây là hai khán giả. Chào mấy guys. Hello, xin chào tốt. Các bạn thấy phải người quay phim rất là thèm cái món của quán ăn gì rẻ không? Ok. Sốc dai vậy đó, nói đi lên lên. Mình chọn lên nghe anh em. Các bạn nhớ đăng ký, like, share và subscribe. Rồi anh em nào mà có gần Long Xuyên thì bay lại nha, mình chơi review luôn nha, đem bia lên luôn nha, chứ đây hết bia. Các bạn ơi, năm 2022 nếu mà thấy ngon đó, thì anh em mình đăng ký cho mình luôn nha, cho nó có tinh thần để mình kêu mà mình có làm món khác nữa. Còn mấy năm sinh nhật mẹ mình. Chứ hôm gà đầu tư nhiều tiền quá mà không có được cái đăng ký nhiều chứ, chán quá. Sinh nhật các bạn khỏi tặng quà, các bạn chỉ tặng like cho mọi người là mình lấy vui rồi. Nhớ nha các bạn, không like chừng nữa không quay clip cho nghỉ anh, cho nghỉ rồi coi luôn. Rồi cái món này làm mau lẹ lắm nha mọi người, chừng vài phút rồi xong phim nha. Chọn lên. Rồi xong mình ăn thì ăn luôn, rồi không ăn để tủ lạnh nha. Để dành ăn cũng được. Để tủ lạnh có hơi rồi. Để tủ lạnh này, tủ lạnh đâu không có hư đâu. Chắc vậy, giờ quay phim như người gì dễ cũng thèm rồi cả nhà. Chứ nhỏ em của mình cũng thèm luôn rồi. Thèm không? Cái này là mình ăn liền cũng được nha, mình để qua ngày cũng được nha anh em. Rồi, chào anh em luôn nha. Bye bye. Anh em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha, vượt qua dịch bệnh luôn nha. Ok.